Ngay trước mắt các bạn là đôi loa Onkyo D77FX, một cái dòng loa mà nằm trong series duy nhất series 77FX, series 77 mà sở hữu Trepcoin. Thì 77FX và 77FX hai la mã là nằm trong cái model mà duy nhất sở hữu Trepcoin của dòng 77 nha các bạn. Sở hữu 3 đường tiếng, một bass 28, một mid 16 và một loa Trepcoin, và đây đặc biệt là Trepcoin gang này nha. Rất là cứng, chắc và cho ra cái âm thanh rất là mộc mạc. Đôi loa này có công suất rất là lớn, 200W trên mỗi loa, trở kháng là từ 4 đến 6 ohm, độ nhạy là 91 dB và được lắp ráp tại Nhật Bản. Mỗi loa như vậy là nặng 28 kg. Hai căn mình để riêng ra đây nha. Hai căn còn rất là đẹp. Một bên hai căn nó bị nứt một chút nhựa đây, thì cần mình sẽ dán keo lại. Và hôm nay video này mình sẽ giảm giá cặp loa này từ 12 triệu còn 11 triệu luôn. Nên bạn nào có cái nhu cầu mà chơi loa lớn á, thì hãy liên hệ mình. Và cái cặp loa này thì nghe đủ thể loại nhạc đều rất là hay. Bass nó rất là căng chắc, mid, trap, nhuyễn, đặc biệt trap coi này nữa. Chúng ta nghe hòa tấu hoặc là vocal, nghe những cái loại nhạc nhạc cụ rất là hay luôn. Bass của con này nó sở hữu màng carbon, bass và mid. Cái điều mình rất là thích ở đôi loa này là cái kiềng của nó không có bị ten. Kiềng của nó còn đẹp, chưa có bị ten. Nhiều cái thì kiềng nó bị ten nhiều thì nó sẽ là thẩm mỹ nó sẽ xuống và mức giá nó sẽ rẻ hơn. Nhưng mà mình bán cái cặp này thì 11 triệu thì giá lại bằng những cái cặp mà kiềng bị ten rồi nha. Rồi quay phía sau cho các bạn nhìn. Đây là lỗ thông hơi, loa này nó có trái phải nha. Dây bên mình có cái loại dây này luôn. Thì loa này nó sử dụng đồng mỏ chim, thì bạn nếu muốn mua thêm dây thì bên mình có bán dây loại mỏ chim luôn. Và cái đầu vào âm ly của các bạn nếu như là đầu bắp chuối thì mình cũng có loại đó luôn. Còn nếu đầu mỏ chim luôn thì mình có hai đầu mỏ chim, đều là có sẵn hết nha, 600.000. Đôi loa này thì chúng ta có thể đánh với những dòng như là Onkyo, Amley Onkyo, Rebound Onkyo hoặc là Amley đèn ông, đánh rất là hợp luôn. Đèn ông 1.500, AE 2.000, 2.200, 2.300 đều đánh rất là tốt. Bên mình có bán USB và ổ cứng chép sạc nhạc. Một cái USB là 800.000 chép sạc nhạc 128 GB, còn một ổ cứng là 1.000 GB chép sạc nhạc là 2 triệu. Nói về giải mã thì mình test nhạc toàn bằng giải mã nha, có đầy đủ các loại giải mã Mỹ, Nhật Bản, Châu Âu. Thì hiện tại thì mình mới về một cái lô đầu giải mã Marantz NA6006 hàng chính hãng, bảo hành 2 năm, full box mới 100%. Thì cái đầu này thì nó có thể đọc được USB và ổ cứng trực tiếp luôn, và có thể chơi những cái cách thông thường như chúng ta kết nối các quang, các đồng trục, chúng ta chơi giống như những đầu giải mã của Mỹ. Và đặc biệt là nó có hỗ trợ Bluetooth, Wi-Fi, rất là phù hợp cho các bạn nào mà thích karaoke. Và 18,5 triệu, nếu các bạn mua đầu giải mã này, mình sẽ tặng cho các bạn một cái USB 128 GB trị giá 800.000. Còn USB này thì ta mua riêng thì 800 nha. Đó. Rồi, trở lại với đôi loa Onkyo này thì mức giá là 12 triệu giảm còn 11 triệu. Bây giờ chúng ta cùng nhau thưởng thức âm thanh của đôi loa này, để xem nó có chi tiết ngọt ngào như mình mô tả hay không. Người trai nơi xa xôi.
biết có người bên sông nhớ thân người cùng trời cao đẹp một vì sao nhớ thương vô bờ vì tình I don't know.